Thưa quý khán giả, vừa qua, ekip can thiệp tim mạch của Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ đã can thiệp cấp cứu thành công cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ nhất. Bệnh nhân nam 57 tuổi, tạm trú tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bệnh nhân vào viện lúc 16 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2022. Được biết, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 7 năm nay, đã có xuất hiện cơn mệt thoáng qua nhiều lần, đau ngược trái khi làm việc nặng cách đây 3 tháng và các triệu chứng tự khỏi sau khi nghỉ ngơi. Cách lúc nhập viện 30 phút, cơn đau ngược trái đột ngột xuất hiện, bệnh nhân mệt nhiều, giả mồ hôi, nôn ói. Người nhà nhanh chóng đưa vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Tim mạch. Tại khoa cấp cứu, nhận bệnh trong tình trạng đau ngược trái nhiều, huyết áp tụt 70/40 mm thủy ngân. Khi vào viện thì bệnh nhân được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên thành dưới, biến chứng sốc tim, tràn ngược dây thực quản. Bệnh nhân được bác sĩ ở cấp cứu chẩn đoán kịp thời và hội chẩn với bác sĩ tim mạch can thiệp để tiến hành chụp nông đặt stent mạch vành cho bệnh nhân kịp thời nhanh chóng. Thì chỉ trong vòng 30 phút là bác sĩ tim mạch can thiệp đã chuẩn bị được dụng cụ và tiến hành đưa bệnh nhân vào phòng thông tim để mà làm thủ thuật. Thì sau 25 phút làm thủ thuật thành công và đã khai thông dòng chảy. Trong vòng 1 giờ kể từ khi vào viện, bệnh nhân đã được chụp và can thiệp thành công nhánh động mạch vành phải bị tắc. Ngay sau can thiệp, tình trạng sức khỏe bệnh nhân được cải thiện. Bệnh nhân tỉnh, giảm đau ngực trái, mạch huyết áp trong giới hạn bình thường. Chạy vô đây mệt quá mệt. Rồi lên là tóc vô là làm liền mẫu liền. Khỏe rồi, sức khỏe, khỏe, tạm ổn, thấy khỏe. Mừng quá, mừng. Bệnh viện Tim mạch thì hiện tại cũng được trang bị cái hệ thống chụp DXA hai bệnh viện. Cũng thuộc là cái hiện đại nhất trong cái thời điểm hiện tại. Thì ngoài cái trang thiết bị, cái hệ thống DXA hai bệnh viện thì cũng trang bị đầy đủ có tất cả các cái máy móc khác đi kèm để phục vụ cho cái công tác cái chuyên môn về can thiệp tim mạch của tại bệnh viện. Ví dụ như là máy IVET, siêu âm nội mạch, các máy bơm thuốc cản quang tự động, các cái phương tiện máy siêu âm, máy siêu âm tim, máy sốc điện để hỗ trợ trong việc cấp cứu. Và trang bị cái hệ thống phòng DXA thì cũng tiêu chuẩn như một cái phòng mổ hiện đại để đảm bảo cho cái sự làm việc của ekip cũng như là đảm bảo cho sự vô trùng của bệnh nhân. Thì hiện tại bệnh viện Tim mạch đã triển khai cái hệ thống phòng DXA này từ năm 2019. Thì đến giờ bệnh viện đã hoàn toàn làm chủ được cái kỹ thuật can thiệp mạch vành kể cả chương trình lẫn cấp cứu. Thì ngoài ra thì bệnh viện cũng đã và đang thực hiện cái chuyển giao về cái đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. Còn vấn đề đặt máy tạo nhịp tạm thời thì hiện tại bệnh viện cũng đã thực hiện độc lập với các ekip đã được đào tạo đầy đủ và được chuyển giao cách đây 1 năm. Theo bệnh viện, năm 2021, ekip can thiệp đã thực hiện thành công chụp nông và đặt stent mạch vành cho 302 bệnh nhân. Đã có 11 bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp tim tạm thời và vĩnh viễn.